Eratosthenes, nhà toán học vĩ đại đo chu vi trái đất bằng phương pháp đơn giản. Ngày nay trải qua nhiều nghiên cứu và công cụ hỗ trợ hiện đại, nhân loại đã xác định được chu vi trái đất là 40.075 km. Thế nhưng cách đây hơn 2.000 năm, đã có người tính được kết quả gần chính xác với phương pháp vô cùng đơn giản. Đó chính là nhà toán học người Hy Lạp Eratosthenes. Bên cạnh thành tựu lớn nhất đời mình là đo được chu vi trái đất, Eratosthenes còn có nhiều đóng góp lớn trong các lĩnh vực khác, đặc biệt là thiên văn học, địa lý, triết học và thơ ca. Học giả với biệt danh Beta. Eratosthenes sinh vào khoảng năm 276 trước công nguyên tại thành phố Cyrene của Hy Lạp. Vùng đất này hiện nay nằm ở Sahat, Libya. Alexander Đại Đế chinh phục Cyrene vào năm 332 trước công nguyên và sau khi ông qua đời vào năm 323 trước công nguyên, quyền cai trị được trao cho Ptolemaios đệ nhất Soter, người sáng lập ra vương quốc Ptolemy. Dưới sự cai trị của nhà Ptolemy, nền kinh tế trở nên thịnh vượng, Cyrene trở thành nơi tri thức nở rộ. Giống như bất kỳ thanh niên Hy Lạp nào vào thời điểm đó, Eratosthenes được đào tạo từ các cơ sở ở địa phương nơi ông được rèn luyện thể chất và nghị luận xã hội, cũng như đọc, viết, số học, thơ ca và âm nhạc. Sau đó, Eratosthenes đã dành một vài năm học ở Athens. Ông từng được triết gia Ariston dẫn dắt. Eratosthenes cũng từng theo học nhà thơ và học giả Callimachus. Thư viện Alexandria là một trong những thư viện lớn nhất và quan trọng nhất của thế giới cổ đại. Khi Ptolemaios thứ ba, Vegetes kế vị cha mình vào năm 245 trước công nguyên, ông đã thuyết phục Eratosthenes đến Alexandria với tư cách là gia sư của Philopato, con trai mình. Vào khoảng năm 240 trước công nguyên, Eratosthenes trở thành thủ thư đời thứ ba tại Alexandria. Eratosthenes là một người khao khát hiểu được sự phức tạp của toàn bộ thế giới. Suốt cuộc đời của mình, ông đã trở thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực. Các tín đồ của ông đặc biệt danh cho ông là Pentalos, theo tên các vận động viên Olympus toàn diện, vì ông đã chứng tỏ mình là người am hiểu trong mọi lĩnh vực học thuật. Ngoài ra, các bạn bè và đồng nghiệp đặt cho ông biệt danh là Beta, chữ cái thứ hai trong bảng chữ cái của người Hy Lạp. Biệt danh này có lẽ mang ý nghĩa Eratosthenes là người thứ hai thế giới trong nhiều lĩnh vực. Eratosthenes có rất nhiều bạn, một trong những người bạn thân của ông là nhà bác học lừng danh Archimedes. Tin rằng trái đất hình cầu. Khác với quan điểm cho rằng trái đất hình phẳng, Pythagore, nhà triết học và toán học người Hy Lạp, là người phương Tây đầu tiên đề xuất trái đất hình cầu vào năm 500 trước công nguyên, chủ yếu dựa trên góc nhìn thẩm mỹ của ông thay vì chỉ ra bất kỳ bằng chứng nào. Năm 350 trước công nguyên, Aristotle lần đầu tiên đưa ra một số lập luận chứng minh trái đất hình cầu trong cuốn sách Trên Thiên Đàng, On the Heavens. Vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, Eratosthenes cũng dứt khoát tin tưởng trái đất hình cầu và đã tiến hành đo đạc chu vi của nó. Là người được giao nhiệm vụ đứng đầu Thư viện Alexandria, thư viện lớn nhất của Ai Cập cổ đại, Eratosthenes có điều kiện đọc và nắm được nhiều thông tin, số liệu đã được các nhà khoa học thời đó ghi chép lại. Eratosthenes tỏ ra khá hứng thú với lĩnh vực địa lý, và ông muốn vẽ bản đồ thế giới. Để thực hiện điều này, ông cần biết chính xác kích thước của trái đất, nhưng rõ ràng một người không thể đi bộ vòng quanh trái đất để ước tính chu vi của nó. Tuy nhiên, Eratosthenes đã thành công trong việc xác định chu vi của trái đất. Ông đã thực hiện một phép đo với độ chính xác đáng ngạc nhiên bằng cách kết hợp kiến thức hình học với các quan sát vật lý. Ông ghi chép chi tiết phép đo này trong một bản thảo, nhưng hiện nay đã thất lạc. Phương pháp mà ông sử dụng được mô tả lại bởi các sử gia và nhà văn Hy Lạp khác. Kết quả tính của ông là một thành tựu đáng chú ý đối với thiên văn học thời đó, và nó là minh chứng cho giá trị của sự sáng tạo, kết hợp một cách chính xác, công cụ toán học đơn giản với những quan sát trực tiếp. Đo chu vi trái đất với phương pháp đơn giản. Eratosthenes từng được nghe khách du lịch kể về một cái giếng ở thành phố Cyene, nay là thành phố Aswan, Ai Cập, có những đặc điểm thú vị. Vào buổi trưa ngày hạ chí, ngày 21 tháng 6 hàng năm, ngay lúc mặt trời trên đỉnh đầu, ánh sáng chiếu thẳng xuống đáy giếng mà không để lại bất kỳ cái bóng nào. Nguyên nhân của hiện tượng này là do Cyene nằm gần như trên đường chí tuyến Bắc, có vĩ độ 23,5 độ chính bằng độ nghiêng của trục trái đất. Để kiểm tra xem điều tương tự có xảy ra tại thành phố Alexandria nằm ở phía bắc thành phố Cyene hay không, Eratosthenes
cắm một cây gậy thẳng đứng xuống mặt đất vào lúc giữa trưa trong ngày hạ chí. Ông phát hiện cây gậy tạo ra bóng dưới mặt đất do ánh sáng mặt trời không chiếu vuông góc xuống Alexandria. Bằng cách đo độ dài của cây gậy và độ dài thực tế của nó, ông tính được góc tạo bởi cây gậy và tia sáng mặt trời khoảng 7,2 độ, hoặc bằng 1/50 của một đường tròn hoàn chỉnh. Theo kiến thức hình học, đây cũng chính là góc tạo bởi tâm trái đất và vị trí của hai thành phố Alexandria và Syene. Eratosthenes nhận ra rằng, nếu biết khoảng cách từ Alexandria đến Syene, ông có thể dễ dàng tính được chu vi của trái đất thông qua một vài phép toán đơn giản. Nhưng vào thời đó, việc xác định quãng đường giữa hai thành phố cách xa nhau với độ chính xác cao là vô cùng khó khăn. Người ta thường sử dụng thời gian một đoàn lữ hành cưỡi lạc đà đi từ thành phố này sang thành phố khác để ước tính khoảng cách của chúng. Tuy nhiên, lạc đà có xu hướng đi lang thang và đi bộ với vận tốc khác nhau. Cho nên Eratosthenes đã thuê các bematists, tức là những người được đào tạo, để đi bộ với các bước dài bằng nhau. Họ tính khoảng cách bằng cách đếm số bước chân. Kết quả cho thấy Syene nằm cách Alexandria khoảng 5.000 stadia. Hai thành phố Alexandria và Syene nằm cách nhau 7,2 độ trên bề mặt 360 độ của trái đất. Khoảng cách giữa hai thành phố là 5.000 stadia, tương ứng với 7,2 độ. Do đó, chu vi trái đất bằng 5.000 nhân 360 chia cho 7,2 bằng 250.000 stadia. Các học giả hiện đại không thống nhất về chiều dài của đơn vị đo stadia mà Eratosthenes đã sử dụng. Giá trị một stadia nằm trong khoảng từ 152 đến 183 mét. Do đó, chu vi của trái đất, theo cách tính của Eratosthenes, nằm trong khoảng từ 38.000 km đến 45.700 km. Ngày nay, chúng ta biết rằng chu vi của trái đất tính theo độ dài đường xích đạo bằng 40.075 km và chu vi sẽ nhỏ hơn một chút nếu đo theo đường kinh tuyến từ cực Bắc xuống cực Nam. Để thực hiện những tính toán nói trên, Eratosthenes giả định rằng mặt trời ở rất xa chúng ta, nên các tia sáng của nó chiếu đến trái đất về cơ bản là song song với nhau và Syene nằm chính xác trên chí tuyến Bắc của trái đất. Mặc dù không hoàn toàn đúng, nhưng các giả định này đủ chính xác để đo chu vi trái đất với sai số không quá lớn. Đây là phương pháp khá đơn giản, thậm chí nó vẫn còn được các học sinh trên khắp thế giới sử dụng cho đến ngày nay. Nhiều học giả Hy Lạp khác đã lặp lại thí nghiệm và họ cũng tính được chu vi trái đất nhờ áp dụng phương pháp của Eratosthenes. Vài thập kỷ sau đó, Posidonius sử dụng ngôi sao Canopus làm nguồn sáng và các thành phố Rhodes và Alexandria làm cột mốc. Nhưng do ông xác định khoảng cách giữa hai thành phố này không chính xác, nên ông tính ra chu vi trái đất bằng 28.900 km, quá nhỏ so với thực tế. Đến thế kỷ thứ 2 sau công nguyên, Ptolemy sử dụng kết quả tính toán thiếu chính xác của Posidonius để đưa vào trong một chuyên luận về địa lý. Các nhà thám hiểm sau đây, bao gồm Christopher Columbus, đọc tác phẩm của Ptolemy và tin rằng kích thước trái đất đủ nhỏ để đi thuyền xung quanh. Nếu Columbus biết chu vi trái đất lớn hơn như tính toán của Eratosthenes, có lẽ ông đã không bắt đầu chuyến đi để tìm ra châu Mỹ. Đóng góp lớn trong nhiều lĩnh vực. Eratosthenes là một trong những học giả nổi tiếng nhất vào thời của ông, với nhiều khám phá ấn tượng về thiên văn học, toán học, địa lý, triết học và thơ ca. Những đóng góp của ông đã góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học ngày nay. Khoảng năm 255 trước công nguyên, ông đã phát minh ra hỗn thiên nghi, là thiết bị được sử dụng rộng rãi trong gần 2.000 năm sau đó. Ông cũng được nhắc tới vì đã phát kiến ra hệ thống kinh độ và vĩ độ. Trong lý thuyết số, ông đã giới thiệu sang Eratosthenes một phương pháp hiệu quả để xác định các số nguyên tố. Số nguyên tố là số đếm lớn hơn 1 mà chỉ chia hết cho hai số là 1 và chính nó. Trước đó, để kiểm tra một số đếm xem có phải là số nguyên tố hay không, người ta phải lấy số này chia cho tất cả các số từ 1 đến chính nó. Nếu số đó chia hết cho nhiều hơn hai số thì không phải là số nguyên tố, ta gọi là hợp số. Sang Eratosthenes thì làm theo cách khác đơn giản hơn. Ông lấy lá cọ ghi tất cả các số đếm nhỏ hơn 100 rồi chọc thủng các hợp số. Như thế, bảng còn lại là các số nguyên tố. Muốn kiểm tra xem một số tiếp theo có phải là số nguyên tố hay không, chỉ cần chia số đó cho từng số nguyên tố còn lại trong bảng. Nếu có một phép tính mà chia hết thì số đó là hợp số, ngược lại thì là số nguyên tố. Trong lĩnh vực thiên văn học và lịch học, ông đã làm ra một lịch bao gồm các năm nhuận và cũng đã đặt nền móng cho một hệ thống niên đại của thế giới khi cố gắng đưa ra ngày tháng của các sự kiện văn học và chính trị kể từ thời kỳ chinh phục thành Troy. Bên cạnh đó,
Ông cũng đã biên soạn một danh mục sao bao gồm 675 ngôi sao. Đáng tiếc là danh mục này ngày nay đã không còn. Bên cạnh đo chu vi trái đất, Eratosthenes cũng đo khoảng cách từ trái đất tới mặt trời là 804 triệu stadia và khoảng cách tới mặt trăng là 780.000 stadia. Ông tính toán những khoảng cách này bằng cách sử dụng dữ liệu thu được trong các lần nguyệt thực. Eratosthenes cũng có những đóng góp lớn về địa lý. Ông đã phác thảo khá chính xác tuyến đường của sông Ninh đến Khartoum, cho thấy hai nhánh sông của Ethiopia. Khi giải thích vì sao sông Ninh bị ngập lụt, Eratosthenes là người đầu tiên đưa ra câu trả lời chính xác về cơ bản khi ông cho rằng những trận mưa lớn đôi khi xảy ra ở những vùng gần nguồn sông và gây ra lũ lụt ở hạ lưu sông. Một đóng góp khác mà Eratosthenes đóng góp cho lĩnh vực địa lý là mô tả của ông về khu vực Eudaimon Arabia, đây là Yemen, là nơi sinh sống của bốn chủng tộc khác nhau. Ngày nay, tên của các chủng tộc do Eratosthenes đề xuất, cụ thể là Minaeans, Sabaeans, Quatabanians, vẫn được sử dụng. Ở lĩnh vực văn học và thi ca, Eratosthenes cũng chứng tỏ mình là một người tài hoa ở lĩnh vực này. Các tác phẩm của Eratosthenes bao gồm bài thơ Hermes lấy cảm hứng từ thiên văn học, cũng như các tác phẩm văn học, sân khấu và đạo đức, vốn là chủ đề yêu thích của người Hy Lạp. Eratosthenes đã gắn bó với thành phố Alexandria cho đến cuối đời. Năm 195 trước công nguyên, Eratosthenes bị mù, dẫn đến mất khả năng đọc và quan sát tự nhiên. Có lẽ vì quá tuyệt vọng nên ông bắt đầu tuyệt thực và qua đời một năm sau đó, hưởng thọ 82 tuổi. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha!